Kênh An Lạc TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn Nguyễn Hòa, địa chỉ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Nguyễn Hòa. Rồi, mến chào cô chú anh chị mình đang xem kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay em cũng lên clip để giao lưu với cô chú anh chị mình những mặt hàng quen thuộc nha. Hôm nay có chanh đỏ, chanh vàng, sam núi trái và lộc rừng bông vàng nha cô chú anh chị. Và địa chỉ cơ sở của em là ở Bình Tân, Vĩnh Long, số điện thoại là 0907 819 572, số có ghi phần tiêu đề. Cô chú anh chị mình xem ghi hình không rõ thì cứ liên hệ lại số này qua Zalo để em chụp hình ảnh gửi thêm cho cô chú mình xem ha. Rồi đầu tiên giờ mã số 1 là một cây chanh đỏ nha cô chú. Chanh đỏ mini hàng để bàn che Tết ha. Chiều cao là 28. Rồi, hoành thân là 10. Củ đế là 35. Rồi, cây chanh đỏ mã số 1 có giá là 250.000. Tiếp theo là mã số 2 cũng là chanh đỏ luôn ạ. Cao là 28. Hoành thân cũng là 10 luôn. Củ đế là 28. Mã số 2 có giá là 200.000. Toàn bộ mặt hàng bên em bán là đều bao ship cho cô chú anh chị mình hết luôn ha. Giá em báo là đã bao gồm cả phí ship rồi. Tiếp theo là mã số 3 cũng là cái chanh đỏ luôn ạ. Chiều cao là 22. Tán ngang là 25. Rồi cây chanh đỏ này tổng hình cốt nó là 20 nha cô chú. Củ đế là 30. Rồi cây chanh đỏ mã số 3 có giá là 250.000. Rồi tiếp theo là mã số 4 cũng là chanh đỏ luôn nha cô chú. Cái cây này cái tàn nó dung lên rất là dày rồi ha. Chiều cao là 25. Tán ngang là 24. Hoành thân hay vị trí này là 12. Tổng củ đế là 35. Rồi cái chanh đỏ mã số 4 có giá là 300.000. Tiếp theo là mã số 5 cũng là cái chanh đỏ luôn ạ. Mấy cây này nó nở bông vậy chứ nó cũng còn nụ nhiều lắm nha cô chú. Về cũng còn hoa để mình chơi Tết lần lần tới luôn ha. Cao là 24, tán ngang là 25. Cây này cây cụm nè. Cho nên là em xin phép em đo tổng vậy ha. Tổng vậy là 19 nha cô chú anh chị. Rồi, củ đế là 26. Cây chanh mã số 5, chanh đỏ có giá cũng là 300.000 luôn á. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 là cây chanh vàng nha cô chú anh chị. Chiều cao là 30, tán ngang là 35, hoành thân là 20. Rồi cái chanh vàng mã số 6 có giá là 300.000. Giá em báo đã bao gồm cả phí ship luôn nha cô chú anh chị mình. Tiếp theo là mã số 7 cũng là cái chanh đỏ luôn ạ. Cây này bộ đế rất là to luôn ha. Chiều cao là 22, tán ngang là 25, hoành thân là 12, tổng củ đế là 37. Rồi cây chanh đỏ mã số 7 có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 8 cũng là chanh đỏ luôn ạ. Tiếp theo là mã số 8 có chiều cao là 29, tán ngang là 26, hoành thân vị trí này là 14,
tổng cụm đế là 40. Cây trang đỏ mã số 8 có giá cũng là 350.000. Rồi tiếp theo là mã số 9, cũng là trang đỏ luôn ạ. Chiều cao là 24, tán ngang là 25. Hoành thân là 10. Rồi, tổng cụ đế là 33. Cái trang đỏ mã số 9 có giá là 250.000. Tiếp theo là mã số 10. Cũng là trang đỏ luôn ạ. Đem cây số 2 lại giùm. Trang em bán cây 350 với cái cây 200, 250 là nó khác xa nha cô chú anh chị. Để cây số 10 này có chiều cao là 28, tán ngang là 27, hoành thân là 15, tổng cụ đế là 32. Rồi cây trang đỏ mã số 10 có giá là 350.000. Cho cô chú anh chị mình so sánh cây trang 200, 250 với cây trang 350 nha. Đó, khác xa hoàn toàn nha, cái cũ. Để cô chú anh chị nào có mua trước mà cây có 200, 300, lúc trước em cũng có bán 350 là em lựa cây lớn không mà nha. Còn bây giờ nó còn mấy cây nhỏ là thì em bán giá nó mềm hơn. Để cô chú anh chị mình khỏi nhầm lẫn ha. Hai cây cái cũ đế nó trên lệch là gần gấp đôi á. Rồi tiếp theo là mã số 11 cũng là trang đỏ luôn ạ. Cây có chiều cao là 24, tán ngang cũng là 24 luôn. Hoành thân vị trí này là 13. Cũ đế là 29. Rồi cây trang đỏ mã số 11 này cũng có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 12. Cũng là trang đỏ luôn ạ. Cao là 24, tán ngang cũng là 24 luôn. Hoành thân là 14. Cụ đế là 37. Rồi, cây trang đỏ mã số 12 có giá là 300.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 13, cũng là trang đỏ luôn ạ. Chiều cao là 29, tán ngang là 30, hoành thân là 9. Rồi tổng cụ đế là 34. Cái trang đỏ mã số 13 có giá là 250.000. Tiếp theo là mã số 14 cũng là trang đỏ luôn ạ. Cao là 26, tán ngang là 22, hoành thân là 14. Rồi tổng cụ đế là 32. Cây trang đỏ mã số 14 có giá là 250.000. Tiếp theo là mã số 15, cũng là trang đỏ luôn. Cao là 29, tán ngang là 26, hoành thân vị trí này là 11, tổng cụ đế là 34. Rồi cây trang đỏ mã số 15 có giá là 300.000. Tiếp theo là mã số 16 cũng là trang đỏ luôn ạ. Cây này là cây trang xưa nha cô chú anh chị, nó cả chục năm tuổi rồi. Chứ nó khác mấy cái cây nãy giờ ha. Em cũng bán bằng giá cho cô chú anh chị mình chơi luôn nha. Mấy cây trang nãy giờ là mấy cây trang trồng công nghiệp ruộng ha, 3-4 năm tuổi thôi. Rồi cây trang mã số 16 này có chiều cao là 24, tán ngang cũng là 24 luôn.
Rồi hoành thân vị trí này là 15. Tổng củ đế là 30. Rồi cây trang đỏ mã số 16 này có giá cũng là 350.000 luôn. Tiếp theo clip là một số cây trang vàng. Cây tàn nghe cô chú anh chị để chơi Tết ha. Cây đang nở hoa vậy chứ còn nụ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị mình. Về nó sẽ gực hoa nhiều như vậy tới Tết luôn ha. Chiều cao là 54. Tán ngang là 50. Hoành thân là 12. Rồi cây trang vàng mã số 17 này có giá là 350.000. Bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 18 cũng là cây trang vàng luôn ạ. Chiều cao là 59. Tán ngang là 50. Tết mua về cây này về trồng để bên hai bên lối đi vô nhà rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hàng này em xin phép để nói thêm là cây này là cây thuần chậu nha cô chú anh chị. Thuần chậu một năm rồi ha. Về cô chú nào ở miền Bắc xứ lạnh thì cũng không vấn đề gì đâu nha. Cây này nó sống khỏe trong chậu rồi chứ không phải mới bứng lên ha. Hoành thân là 13. Rồi cây trang vàng mã số 18 cũng có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 19 cũng là trang vàng luôn ạ. Cây này là nút nụ ngay Tết luôn nha cô chú anh chị. Rất là nhiều luôn ha. Nó đâm dung lên như là cúc mâm xôi vậy. Rồi cây có chiều cao là 50. Tán ngang là 55. Hoành thân ở vị trí này là 13 ha. Rồi cây trang vàng mã số 19 có giá là 400.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 20 cũng là trang vàng luôn ạ. Cao là 50. Tán ngang là 55. Hoành thân vị trí này là 13. Rồi cái trang vàng mã số 20 cũng có giá là 400.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 21 cũng là trang vàng luôn ạ. Chiều cao là 50. Tán ngang cũng là 50 luôn. Hoành thân ở vị trí này là 12. Rồi cái trang vàng mã số 21 có giá là 350.000, bao gồm cả phí ship luôn. Rồi tiếp theo clip sẽ là một số cây lộc dừng vàng nha cô chú anh chị. Lộc dừng bông vàng ha. Chiều cao là 55. Tán ngang là 45. Hoành thân vị trí này là 14. Rồi hoành đế là 33. Cây trang vàng mã số cây lộc dừng bông vàng mã số 22 này có giá là 450.000. Tiếp theo là mã số 23 cũng là lộc dừng bông vàng luôn ạ. Chiều cao là 45. Hoành thân ngay vị trí này cũng là 14 luôn ạ. Rồi tổng hoành đế là 37. Rồi cây lộc dừng bông vàng mã số 23 có giá cũng là 400.000. Tiếp theo là mã số 24 cũng là lộc dừng bông vàng luôn ạ. Chiều cao là 52. Tán ngang là 37. Hoành thân vị trí này em đo là 13. Hoành đế ở dưới là 26.
Cây lộc vườn bông vàng mã số 24 có giá là 400.000. Tiếp theo là mã số 25 cũng là cây lộc vườn bông vàng luôn ạ. Chiều cao là 44, tán ngang là 40. Rồi hoành thân vị trí này là 14 nha cô chú anh chị. Tổng hoành đế là 32. Cây lộc vườn bông vàng mã số 25 có giá là 450.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 26 cũng là lộc vườn bông vàng luôn ạ. Chiều cao là 35, tán ngang là 37. Rồi hoành thân ở vị trí này em đo là 16. Hoành đế của nó là được 40 nha cô chú. Rồi cây lộc vườn bông vàng mã số 26 này cũng có giá là 450.000 luôn. Tiếp theo là mã số 27 cũng là lộc vườn bông vàng luôn ạ. Cao là 47, tán ngang là 44. Hoành thân vị trí này là 13. Hoành đế là 29. Rồi cây lộc vườn bông vàng mã số 27 này có giá là 450.000 luôn ạ. Tiếp theo clip là một số cây sam trái nha cô chú anh chị. Sam trái hàng này thường chậu sống khỏe ha. Em có vô định hình nước kẽm rồi. Cây này thường chậu được 6-7 tháng này. Cô chú anh chị mình chơi yên tâm nha. Rồi cao là 23. Chiều dài cần đổ xuống là 34. Hoành thân ở vị trí này là 13. Rồi cây xanh trái mã số 28 có giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 29. Cũng là cây xanh trái. Cao là 20, tán ngang là 22. Hoành thân vị trí này là 13. Rồi cây xanh trái mã số 29 có giá là 200.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 30 cũng là cây xanh trái. Cây dáng bay nha cô chú. Cây này cũng định hình một nước kẽm này ha. Cao là 24, tán ngang là 36. Hoành thân ngay cổ rễ này em đo là được 14 nha cô chú anh chị. Báo 14 thôi ha. Nó cắn cái cục thẹo. Rồi cây sam trái mã số 30 có giá là 400.000, bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo là mã số 31 cũng là sam trái luôn ạ. Cao là 23, tán ngang là 35. Rồi hoành thân vị trí này em báo là 14 nha. Rồi cây sam trái mã số 31 này có giá là 300.000. Tiếp theo clip là em có cây trang vàng. Cây trang vàng bonsai của chú anh chị. Cây trực lắc rất là đẹp ha. Cây này là hàng bonsai nghệ thực chứ không phải hàng chợ chạy bông nha của chú anh chị. Cây có chiều cao là 32, tán ngang là 35. Cây mặt tiền nằm đẩy ha. Rồi hoành thân em đo ngay vị trí này là 12 nha. Tổng củ đế là 30. Rồi cây trang vàng mã số 32 có giá là 700.000, bao gồm cả phí ship luôn. Rồi tiếp theo clip là còn mấy cây sam trái nha cô chú anh chị.
Hàng này nuôi cắt giật được khoảng hơn 1 năm rồi ha. Rồi cây có chiều cao là 30, tổng tán dài là 40, tán rộng phía trên là 27. Quỳnh thân ở vị trí này nghe cô chú anh chị là được 13 nha. Rồi cây xanh trái mã số 33, em giao lưu có giá là 800.000, bao gồm cả phí ship và ship luôn chậu. Nói chuyện chưa có rồi hết. Rồi tiếp theo clip là cũng là cây xanh trái luôn ạ, mã số 34 ha. Cây này ấm mâm hết rồi nghe cô chú anh chị mà. Cây có chiều cao là 20, tán ngang là 30. Rồi hoàn thân em đoan vị trí này là 10 nghe cô chú anh chị mình. Rồi cây xanh trái mã số 34 có giá là 900.000, bao gồm cả phí ship và ship luôn chậu nha. Cuối clip là cây trang đỏ nha cô chú anh chị, cây trang đỏ dáng thú ha. Anh quay cái mình chân cẳng rõ ràng cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Trang đỏ lá nhỏ, cây này trang xưa nha cô chú anh chị, thần chậu được hơn một năm rồi ha. Rồi em báo thông số nha. Chiều cao là 42, rồi tổng tán ngang là 55. Tán ngang của phần tán lớn phía trên này là 40. Tán rộng ngang là 34. Hoành thân ở vị trí này là 17 nha cô chú anh chị mình. Chiều dài cái mình con thú là 19. Đo hết cái bể. Rồi tổng bể cái mình của con thú luôn em đo là được 58 nha cô chú anh chị mình. 58 là tổng bể đế của cây trang này ha. Cây này em rút chậu bó bầu nha cô chú anh chị mình. Cái chậu đá này nó nặng dữ lắm. Tiền ship cây này, ship cái chậu này là hết tiền cái cây luôn. Em là em báo là rút chậu lý do là nặng tiền ship thôi chứ không có lý do là bể bầu, bể chậu gì hết á. Rồi cây trang vàng mã số 35, em giao lưu với cô chú anh chị cây trang đỏ mã số 35 có giá là 1.400.000. Bao gồm cả phí ship luôn. Khi ship em rút chậu nha cô chú anh chị. Cái chậu này nó tới mười mấy 20 kg rồi. Dạ rồi mã số 35 cũng là mã số cuối clip. Thì cuối clip em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian để xem clip từ đầu đến giờ ha. Và cũng xin chúc cho cô chú anh chị mình chọn được những cây ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Nguyễn Hòa để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.